Chào anh em, hôm trước thì mình có một cái video giới thiệu về cách lấy CSS Selector nhưng mà dùng cái tool ở trong Firefox. Thì nếu mà mình dùng cái tool ý, thì cũng lấy được nhưng mà một số trang nó sẽ không chuẩn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái mẹo nhé. Mẹo để lấy CSS Selector nhé. Thì mình dùng cái mẹo này thì mình chỉ cần nhìn thôi là mình biết, mình chả cần phải dùng tool gì cả. Hoặc cũng có thể là do mình code quen rồi thì mình nhìn phát là mình thấy. Đấy, thì cũng hướng dẫn thì anh em nào nắm được thì sẽ lấy rất là nhanh. Đây thì lý thuyết nhá, thì cái trang HTML của mình ấy, cái trang web của mình ấy, thì nó sẽ có các phần tử. Thì cái phần tử nào mà có ID thì nó sẽ là duy nhất. Nếu mà gặp ID thì phải múc nó ngay, tức là phải lấy nó làm gốc để mình truy nó ra các cái thẻ A, tức là cái thẻ link ấy. Đấy, nếu mà gặp ID thì là phải lấy ngay nhá. Đây còn đâu thẻ class thì có thể có nhiều trong HTML. Nhưng mà nếu mà không có ID thì mình cũng có thể dùng class để lấy được. Nó vẫn là dễ lấy hơn, có thể làm gốc được. Nếu mà không dùng ID, không dùng class thì mình sẽ dùng cú pháp là foreign1, foreign2, chấm chấm, tức là mình sẽ truy từ thẻ cha sang thẻ con, không cuối cùng là phải là thẻ A nhé. Thẻ A là thẻ link của mình. Đấy, đây là trường hợp không dùng. Còn các cái trang mà nó giấu tin thì mình chịu, mình không lấy được thì mình sẽ phải dùng các cái link chi tiết để mình nhập vào. Rồi mình sẽ ví dụ nhé. Anh em nào nghe chưa hiểu thì ngồi đọc lại, pau video và đọc lại cái đoạn này nhé. Để mình sẽ ví dụ. Ví dụ trang dân trí. Dân trí này, ví dụ một cái category có thể lấy luôn đây được, lấy các cái bài trên đây, nhưng mà mình muốn chơi theo category thì mình có thể vào xã hội. Đấy, mình sẽ lấy tất cả các tin đây nhé, các tin này thì mình sẽ view số code của nó lên. Đây mình sẽ chỉ với link, một cái link bất kỳ nhé, tại vì đây nhìn nó có định dạng giống nhau hết này, thì mình sẽ lấy được hết. Cái chuột phải vào chọn đây, inspect, đây là Google Chrome nhé, Firefox cũng có. Đấy, thì mình sẽ có cái phần số code của nó đây. Đây mình inspect đúng cái thẻ A đây, mình chỉ vào thẻ A thì bên này nó cũng đậm lên đây. Đấy thì mình nhìn các cái thẻ tra của nó nhé. Đây cái thẻ A này, thẻ tra của nó là H2, tức là nó thò thụt lên nhìn là biết này. Cái thẻ H2 nó dịch sang bên trái một chút, đấy là nó thẻ tra của thẻ A. Và cái thẻ mình cần lấy là thẻ A. Thì như thế này thì mình có thể viết cái cú pháp là H2A. Như thế này nó cũng được. Đây thì sẽ rơi vào trường hợp là mình không dùng ID, không dùng class nhé. Thì sẽ dùng cú pháp foreign nó đến A. Đây nếu mà dùng class nhé thì đây, thẻ tra của thẻ H2. Đây thẻ tra của thẻ H2 nhé. Nó là thẻ div này. Có class đây, MR1. Đấy. Thì MR1 H2A thì nếu mình lấy kỹ hơn thì mình phải là chấm MR1 nối đến A. Chấm là ký hiệu của class nhé. Đấy thì mình có thể dùng cú pháp như này cũng được. Đấy, hoặc là nếu nó không có class thì mình cũng có thể dùng kiểu là div xong rồi H2A, tại vì nó là một cái thẻ div, xong đến thẻ H2, xong rồi đến thẻ A. Đấy, theo cái cú pháp foreign này thôi. Mình thử một trang khác nha. Trang nào cũng có cấu trúc chung hết thôi. Giải trí. Đây, lấy cái tin đây nhé. Thì mình cũng chọn một cái link, mình trỏ vào. Đây, nó là thẻ A, ở trên nó là thẻ H3. Thì mình có thể dùng là H3A. Nhưng mà dùng thế này sẽ không phải là tuyệt đối. Mình thấy cái thẻ H3 này nó có class này, title new này. Thì mình đặt như này sẽ hợp lý hơn. Như này sẽ hợp lý hơn.
hoặc là nếu không kỹ hơn thì có thể là H3 ngoài chấm title link, tức là cái thẻ H3 có class là title new, xong rồi đến thẻ A. Nếu mà mình để như trên này thì một số cái link, một số cái tin ở xung quanh, ví dụ chỗ này nó cũng được bao bọc bởi H3 thì mình cũng sẽ bị lấy mất ở chỗ này. Đấy, nên là mình sẽ làm kỹ hơn là mình làm cái dưới, càng kỹ càng lấy chuẩn nhé. H3A đấy. Thì nếu mà mình mà viết theo kiểu foreign nhé, đây mình sẽ viết theo kiểu ID đi, cho một ví dụ cho mọi người kiểu ID. Đây mình so lên trên mình thấy nó có cái ID này. Đấy, ID là cột 1 này, cột 1 này. Mình chỉ vào cái ID to đấy là mình thấy cái bên này nó bao bọc hết tất cả các tin. Tức là cái thẻ này là thẻ nó bao bọc hết các tin, mình có thể lấy theo ID. ID ký hiệu ở đầu là đầu thăng. ID đúng không? Xong rồi mình tiếp. Dấu lớn hơn nhá, là dấu để mình truy tiếp. Mình nhìn các cái thẻ này có thể cần thiết hay không. Nếu mà mình viết là ID này nó deep ULLI H3A cũng được. Thế này cũng được. Deep ULLI, LI đây nhá, LI này cung cấp nhá. Cung cấp thì mình chỉ lấy một cái thôi. Đây là tất cả các cái tin này, đấy. H3A thì cũng được. Mình có thể rút gọn H3A thôi cũng được, nó có thể nhảy tắt luôn. Tức là bắt đầu từ cái gốc, nó nhảy từ cái H3 nó lấy cái A luôn. Thì cũng được. Bắt buộc ở cuối cùng phải là thẻ A nhé. Đấy thì mình cứ vừa làm vừa nhìn thôi và vừa cho lên web mình test luôn thôi. Nếu mà nó lấy được tin thì nó lấy. Nếu mà làm mọi cách mà không lấy được thì nó giấu. Một số trang nó có cái công nghệ của nó để nó chống những cái tool lấy tin tức. Thì mình phải dùng link chi tiết. Đấy thì cũng rất là đơn giản thôi. Nhớ là class nhá thì phải có dấu chấm ở trước. ID thì có dấu thăng ở đằng trước để nó phân biệt. Xong rồi các cái dấu lớn hơn để mình đi theo cái đường dẫn của nó. Giống như đường dẫn trong HTML, đường dẫn trong CSS, gọi là đường dẫn trong CSS. Đấy thì mình hướng dẫn cơ bản vậy thôi. Và anh em có thể tự tìm được rồi. Hầu như trang web nào nó cũng có cấu trúc hết, nên là mình có thể lấy được hết. Cái mục tiêu của mình là cái thẻ A nhé, thẻ link. Đây nó có cái href là thẻ link nhé. Đấy, thì anh em có thể xem video và thử. Nếu mà vẫn không làm được thì mình sẽ support. Chào anh em.